Vâng, xin chào anh em. Không biết là anh em đã nghe đến từ máy sấy quần áo bao giờ chưa? Thì trong video này mình sẽ giới thiệu tới anh em tại sao những cái lý do mà anh em nên mua máy sấy quần áo. Máy sấy quần áo bây giờ không thể thiếu trong mỗi gia đình. Nó cũng giống như những cái máy giặt quần áo hay là máy rửa bát, máy lọc không khí sử dụng hàng ngày của anh em. Đó là em gái nuôi của mình tè dầm lên đệm hôm qua thì đang loay hoay phải tháo cái ga ra để giặt và đang phải sấy lại cái da đệm cho nó khô. Vâng, lớn rồi còn tè dầm anh em. Đấy thì cái phòng phòng ngủ thì nó bừa bộn như này sau khi tháo tung các kiểu ra rồi, rất là bừa bộn. Và tiện thể mình giới thiệu luôn cái máy sấy quần áo. Rồi về cái thiết kế của máy sấy quần áo thì nó cũng khá là tương đồng với cả máy giặt ở nhà anh em. Đầu tiên là mình sẽ vẫn giặt quần áo như bình thường. Thì anh em lưu ý là giặt quần áo thì vẫn sẽ phải có vắt khô nhá, chứ anh em không để những cái quần áo mà lỏng bọng nước cho vào máy sấy thì nó sẽ gây hại máy sấy. Thì đầu tiên mình vẫn giặt bình thường. Ok, sau khi giặt xong 1-2 tiếng giặt xong gì đấy, chúng ta sẽ cho vào máy sấy quần áo. Thiết kế bên ngoài thì anh em nhìn nó giống máy giặt đúng không? Và đây, máy sấy có những cái chế độ như là đồ cốt tông, đồ hỗn hợp, vải tổng hợp gì đấy, giặt đồ giường làm mới, có những cái chương trình sấy như là cài đặt thời gian sấy này, hay là sấy lâu, sấy nhanh, thổi gió, thời gian sấy 30, 60, 90 phút, có sấy hay làm nguội chống nhặt, rất là nhiều tính năng. Mức sấy khô, nhiệt độ, nhà mình đang dùng ở đây là máy sấy của Electrolux. Electrolux thì mình thấy ngon rồi. Bên kia thì mình dùng cả máy giặt Electrolux cơ. Bên này mình dùng máy giặt LG. Con này là máy sấy 7 cân. Thì mỗi một chế độ thì có một cái thời gian sấy khác nhau. Sấy 1 tiếng, sấy 2 tiếng, sấy 3 tiếng. Và mình thường để cái chế độ đồ hỗn hợp để cho nó tự động là 3 tiếng. Nhưng mà anh em yên tâm là ví dụ anh em chọn đồ hỗn hợp nhưng mà anh em sấy ít quần áo ấy, 2 đến 3 bộ quần áo, và những cái bộ quần áo đấy nó khô nhanh thì không đến 3 tiếng là nó sẽ khô, mà nó chỉ cần khoảng 1 tiếng thôi thì khô, thì nó cũng sẽ tự động nó ngắt, nó không sấy nữa. Còn những cái đồ như mà kiểu chăn ga gối hay là những cái đồ áo len áo phao gì đấy mà nó lâu khô thì thời gian sấy nó lâu hơn, khoảng 3 tiếng cho đồ hỗn hợp gì đấy. Góc trên bên phải là những cái bảng điều khiển với cả những cái phím, và ở giữa cũng có một cái lồng sấy như cái máy giặt, và ở góc dưới bên trái là cái lỗ thoát hơi. Cấu tạo của những cái máy sấy thông hơi nó cũng khá là giống nhau như thế thôi, có cả thông hơi đằng trước và đằng sau, và cái lỗ thông hơi này anh có thể điều chỉnh được hướng gió thổi lên hướng trái phải đều được. Ví dụ mà không dùng máy sấy thì chúng ta sẽ dùng cái dàn để treo như này thì nó tốn diện tích đúng không, và phải đợi nó khô nữa, mất thời gian hơn đấy. Hoặc là không có máy sấy thì sau khi giặt xong thì chúng ta lại phải phơi lên cái dàn treo này, cũng tốn diện tích. Sau khi mình dùng máy sấy thì cái dàn treo này mình ít khi sử dụng, trừ khi mất điện chẳng hạn, không dùng được máy sấy. Thường thì mình sẽ để nó sấy qua đêm, hôm sau mình sẽ cất quần áo, tối thì mình sẽ giặt và sấy. Thì sau khi sấy xong thì các đồ nó khô cong luôn, chúng ta không cần phải phơi lại gì cả. Nếu mà quần áo thì anh em có thể lôi ra mặc luôn, còn chăn chiếu thì chúng ta lôi ra sử dụng luôn hoặc là cất đi. Và một điều đặc biệt nữa là chỉ có ở máy sấy quần áo nó sẽ có riêng một cái ngăn chứa những cái bụi mịn, bụi vải của quần áo hay là chăn ga gối gì đấy. Cái điều mà chúng ta sử dụng máy giặt sẽ không làm được, máy giặt hay là giặt tay sẽ không làm được, thì những cái bụi này thì rất là hại trong môi trường không khí, chúng ta sẽ phải hít nó hàng ngày. Đấy thì cái máy sấy này sẽ loại bỏ được rất là nhiều cái bụi mịn này, tốt cho sức khỏe, rất là đáo luôn. Đây anh em thấy kinh khủng không? Đây là thành quả bụi của nhà mình sau khi sử dụng máy sấy này khoảng mười mấy lần gì đấy, quá kinh khủng. Cái đống này hít vào phổi thì không còn gì để nói. Bây giờ thì có rất là nhiều hãng đã sản xuất máy sấy, Electrolux, LG, Samsung, vân vân, từ rẻ tiền đến đắt tiền đều có. Và cái hãng Electrolux 7 cân này mình mua là khá là rẻ, gần như là rẻ nhất rồi, giá chỉ khoảng 7 triệu thôi. Anh nào quan tâm thì mình để link mua dưới video. Electrolux thì anh em yên tâm về chất lượng rồi, khỏi phải bàn về độ bền và dùng ngon nữa. Tóm lại, ưu điểm khi chúng ta sử dụng máy sấy quần áo đó là bỏ luôn cái dàn phơi, giá treo hay là móc treo quần áo, vì sấy xong khô rồi cần gì phải phơi dưới trời nắng, sử dụng luôn hoặc cất tủ luôn, không mất thời gian mắc từng cái áo cái quần. Mà ví dụ mùa đông hay là mùa hè trời nắng nóng thì rất là ngại phơi từng cái quần cái áo, lọc được nhiều bụi vải mịn độc hại. Và thời tiết mưa, nếu dùng máy sấy thì không phải chạy mưa để cất quần áo. Nếu mà thời tiết nồm ẩm, nếu không dùng máy sấy thì phơi quần áo chăn ga gối rất lâu khô và phải đợi khô mới được sử dụng. Không những thế còn gây mùi khó chịu vì phơi không đủ nắng. Đặc biệt là quần áo chăn ga khi dùng máy sấy, cái vải của nó sẽ không quá khô ráp hay cứng như chúng ta phơi dưới trời nắng gắt. Đặc biệt là những kiểu quần bó jean, sau khi dùng máy sấy thì vẫn đảm bảo chất lượng vải mềm và có cảm biến. Sấy đồ lâu khô thì thời gian sấy sẽ lâu, khoảng hơn 3 tiếng. Nhưng sấy những cái đồ như quần áo, vải mỏng thì nhanh khô, chỉ 1 đến 2 tiếng là xong. Ở chung cư thì rất thích hợp nếu dùng máy sấy quần áo, không cần chỗ phơi quần áo mà lại không cần ánh nắng để phơi. Ưu điểm thì cũng có nhược điểm. Cái máy này cũng khá là cồng kềnh, tốn diện tích. Nếu nhà nhỏ, chung cư thường diện tích ít mà đã có một cái máy giặt rồi
thì lại thêm một cái máy sấy nữa. Anh em có thể khắc phục bằng cách là mua cái loại máy vừa giặt vừa sấy luôn. Hoặc là chúng ta sẽ xếp chồng cái máy sấy lên trên cái máy giặt, vì cái máy sấy có cái chế độ ngược, có thể chồng được lên nhau, và giá thành của nó cũng hơi cao, từ 6 triệu trở lên cho một chiếc máy sấy tốt. Cũng phải gia đình nào có điều kiện thì mới mua được. Cùng với đấy là cái tiền điện cho một lần sấy. Nếu anh em sấy khoảng hơn 3 tiếng một lần thì mất khoảng 8 đến 9 nghìn một lần sấy. Ở đây mình dùng máy sấy thông hơi, còn nếu mà anh em có điều kiện hơn thì dùng những cái máy bơm nhiệt hoặc là ngưng tụ, giá thành nó cao hơn và nó tốt hơn. Nhưng đối với mình thì máy sấy Electrolux này cũng quá ngon rồi. Cũng như là nếu mà anh em mua loại máy vừa sấy vừa giặt thì chúng ta không mất thời gian đợi giặt xong, sau đấy thì lấy quần áo và cho vào máy sấy. Nói chung thì máy sấy quần áo bây giờ đối với mình không thể thiếu như tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa bát vậy. Ok, qua video này mình đã chia sẻ tới anh em chi tiết về máy sấy quần áo. Nói chung là nó tiết kiệm khá khá thời gian cho mình để làm những công việc khác, nó giúp mình nhàn hạ hơn. Còn anh em nghĩ sao? Gia đình anh em đã có máy sấy quần áo chưa? Và máy sấy quần áo có cần thiết để anh em bỏ tiền ra mua nó không? Hãy chia sẻ cảm nhận của anh em ở dưới video này nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau.